chào mừng các bạn đã đến với kênh traderdia trong video chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng kucoin à, chúng ta sẽ có một cái chương trình alop với dự án omega tham gia vào dự án hôm nay thì nếu như anh em chưa có tài khoản kucoin thì các bạn thì có thể đăng ký theo link phía dưới mô tả video và nhiệm vụ alop thì khá đơn giản ở đây thì mình xin chia sẻ với anh em chương trình alop thì sẽ kéo dài và kết thúc vào ngày 18 nhé à, trong chương trình alop này thì sẽ có mấy hạng mục giải thưởng cơ Uh, thứ nhất đó là uh, với Glim thì các bạn có giải thưởng top và giải thưởng là lucky draw tức là random đấy 40 người thì sẽ nhận được phần thưởng lên tới là 250 tức là OML có vẻ rất lớn đúng không anh em rồi à, uh, với lucky draw thì khi anh em gửi UID uh, với, uh, uh, với với, với, thẻ test là thăng uh, OML AMA thì sẽ uh, trước khi I, uh, AMA bắt đầu uh, thì anh 20 người sẽ nhận được 750 OML mỗi người. Đấy. Ờ, và năm câu hỏi tốt nhất thì sẽ nhận 500 OML có vẻ phần thưởng ở bên cu coi khá khá lớn đúng không em? Bằng nếu mà phần thưởng là 500 OML thì đúng bằng cái số mà mình hôm qua mở được mở khóa đấy anh em ạ. Đấy, thưởng khá lớn anh em của chúng ta tham gia Thì chương trình AMA thì như là diễn ra ở trên Telegram thì phải Đấy, Thế thì uh, các bạn có thể theo dõi uh, thêm Bây giờ chúng ta sẽ đi làm các nhiệm vụ ở trong biểu mẫu Gleam trước Đấy, Chúng ta sẽ tiến hành join Mình bị full kênh rồi mình sẽ thoát bớt một số kênh nhé Rồi <laughs> 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 chúng ta sẽ join lần được join các kênh Telegram này. Rồi chúng ta sẽ join tiếp kênh Telegram của KuCoin. Ok, chúng ta lần lượt cứ thế mà join thôi, join thêm một kênh nữa, KuCoin lưu này. Rồi tiếp kênh KuCoin ETH này. Follow teaser của KuCoin này, hai kênh mình đã rồi cả rồi visit Omega ở trên Reddit với Omega trên Reddit thì các bạn sẽ tiến hành follow nhé, rồi cu KuCoin ở trên Discord. bán vào set in vai rồi trở lại đây thì các bạn sẽ xác nhận với nhiệm vụ discord này ở bước cuối cùng thì chúng ta sẽ điền UID của tài khoản KuCoin Chúng ta vào phần góc trên Copy phần UID Và ta paste đoạn số UID vào đây Ấn continue là xong Ok vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với trình ELOP với Google AMA Omega Network. Cảm ơn em, anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.